Dạ em xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú anh chị, các bạn yêu thích may vàng trên cả nước hết cô chú anh chị. Hôm nay em có quay trở lại tiếp tục chỗ anh Tám chia sẻ cùng cô chú anh chị mình lô mai đại lộc để bàn ha. Hôm nay nó nổi vòng cô chú anh chị, như cái này nó rất là chuẩn ha. Cái này rất là thích hợp cho quý cô chú anh chị mình dưỡng, mình chơi rồi dưỡng tiếp tục với bo những giống này nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin phép vô clip nha. Dạ cô xin chào chú Út ơi. Rồi chào anh Nhiệt, chào anh em xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay anh Tám về lô mai mới ha. Dạ. Nhờ anh em ủng hộ nha. Rồi chúc anh em được dồi dào sức khỏe ha. Dạ. Rồi cây đầu tiên là cây 76 anh em ơi. Đó, đại lộc có bông ha. Đại lộc để bàn. Đó, tai nghe không bằng mắt thấy ha. Đó có bông cho cô chú anh chị em trừng trừng cho thấy ha. Nụ bông rất đẹp. Cô chú anh chị ha. Đó. Đó, một nụ nó ra là 3-4 bông ha. Dạ. Đó, một nụ thì chúng ta 4 bông. Cái này nụ đều đẹp nha cô chú anh chị. Bên này một nụ nó ra được 5 bông. Đó, chú thấy không? Chứ một nụ là 4-5 bông chứ không phải là một nụ một bông ha. Dạ. Một rồi. Bông cũng có nha cô chú anh chị, 4-5 bông cũng có ha. Rồi. Rồi con xin thân số luôn. Rồi, giờ củ đế nở ha. Giờ cho củ đế dưới đi ha. Rồi, đế 20. Rồi, thân em là được 14. Chiều cao là 45. Tà ngang là 50. Rồi cây 76 là giao luôn cô chú chị em mình chỉ có 450.000. Rồi 450.000. Giá quá sinh viên luôn. Rồi 77. Nụ dữ lắm nha cô chú anh chị nha. Rồi cây 77 là mẹ bồng con ha. Dạ. Cô chú chị mình về có thể vô lại cái chậu chữ nhật cũng được ha. Rồi xong số em cái ha. Là hoành cũng 14 luôn. Rồi chiều cao là 35. Tàn ngang của nó là 60. Rồi cái mẹ bồng con là 77 là giao luôn cô chú chị em mình cũng có 450.000. Dạ, 450k mà số 70. 7 78 để đọc để bàn luôn nha. Rồi 78 đây là lùng lực. Rồi bây rồi. Tròn vo hả cô chú chị em, chi nhánh đầy đủ ha, bông lúc nụ cũng đầy đủ ha. Rồi quanh là được 16. Chiều cao là 40. Tàn ngang là 45. Rồi cây 78 là giao luôn cô chú chị em mình cũng có 450.000 ha. Dạ, 450k nha cô chú anh chị. Một cây à để bàn mini rất đẹp nha cô chú chị em. Đó. Dạ. Tới lùng lực nữa. Đó. Dạ. Mã số 70. Đồng vô ha, đàn bự ha. 79. Ừ. Có đế rồi cô chú em. Đó. Này, có đế ha, đang bự bự hết ha. Thì không có mồi ra ha. Là quanh là được 15 quanh. Rồi, chiều cao là 42. Tàn ngang là 44. Đó, cây 79 giao luôn cô chú chị em mình cũng có 450.000. Dạ, 450k. Lùng lực ha. Dạ. Rồi, tiếp tục cành bay. Cái mà 80. Đó. Giá này cô chú anh chị mua ủng hộ hai vài bữa nữa là cận Tết là hết hàng nha cô chú anh chị mình mua sớm ha. Rồi, sẽ có thông số luôn. Rồi, thông số là được 15 ha. Từ gốc tới cành bay này là được 60. Tàn ngang cành bay được là 37. Rồi, cây 80 là giao luôn cô chú cho em mình 400.000 ha. Dạ, 400k nha cô chú chị, mã số 80. Rồi, 81. Đã đúng 11. Là đại lộc luôn nha cô chú anh đúng chị. Đúng là đại lộc ha. Cái này chưa lật lá, chứ lật lá rồi nụ mê lắm nha cô chú anh chị nha. Nụ to hết ha. Đó, cây để bàn rất là dễ thương. Rất là chuẩn nha cô chú chị, 249 cánh ha. Rồi được 14 hoành luôn. Rồi chiều cao là 45. Tàn ngang cũng 45. Rồi cây 81 cũng giao luôn cô chú chị em mình cũng là 400.000 ha. Dạ 400k. Rồi. 82. 82. 82.
Là cái bằng huynh đệ ha. Huynh đệ ơi. Huynh đệ. Rồi đều hết nha cô chú anh chị ha. Hai cây cũng bằng nhau ha. Bây giờ mình tượng trưng một cây thôi ha. Bông rất chuẩn nha cô chú anh chị ha. Rồi quanh là được 12 quanh ha. Chiều cao là 55. Sáng ngang là 45. Rồi cây 82 là giao luôn cô chú chị em mình là 450.000 nha. Dạ 450k mã số 80. 83 cũng là lại lọc nha quý cô chú anh chị. 83. Nói chung ra cây nào cũng sửa ra nhánh còn đủ nhánh ha, trồng do tàn nha cô chú chị em. Bông nút nụ cũng đầy đủ hết nha. Rồi, bữa nay để bằng là lặt ra là để bàn tết hôm nay rồi ok lắm nha cô chú chị em. Rồi hoành cũng 14 hoành luôn. Chiều cao là 45. Tàn ngang là 46. Rồi cây 83 là giao luôn cô chú chị em mình cũng 450.000 ha. Rồi 450k 83. 84. À. Dáng chật cao ha. À. Rồi xong số em luôn. Rồi là được 15 quanh. Rồi chiều cao là 60. Tàn ngang là 60 luôn. Rồi cây 84 là giao luôn cô chú chị em mình cũng có 450.000 ha. Dạ rồi 450k. 85. Rồi chiếc cọc là 85. Đây là một quý cô chú anh chị nha, mã số 85 nha. Sửa nhánh tròn do hết nha cô chú chị em, cũng đặt nhánh lắm ha. Rồi 12 hoành. Rồi chiều cao 40. Tàn ngang là 43. Rồi cái 85 là giao luôn cô chú chị em mình rồi 400.000 ha. Dạ 400k nha quý cô chú anh chị. 86. Rồi lọc để bàn luôn trời. 86. Cái cây gì vô cái chậu chờ bá nện nha trời. À, cái này có bộ đế lớn nha cô chú đế lớn nha. À. Ra tới ngoài luôn ha. Cái này cây nào cũng ghép 4 5 bo 5 6 bo hết nha quý cô chú anh chị nha. Này là quanh tới 18.000. Rồi chiều cao là 52. Tàn ngang là 49. Rồi cây 86 là giao luôn cô chú chị em mình có 500.000 ha. Dạ 500k nha quý cô chú anh chị nha. Mọi cái phôi không muốn đủ tiền nghe cô chú chị em. Rồi 87. Rồi 87. Nhánh là cũng đủ nhánh ha. Nút ngủ cũng đầy đủ nha cô chú chị em. Rồi hoành là được 15 hoành. Chiều cao là 63. Tàn ngang là 53. Rồi cây 87 là giao luôn cô chú chị em mình là 450.000 ha. 450k. 88 đại độc luôn nha cô chú anh chị. Rồi 88. Dạ đã lọc để bàn mã số 88 nha cô chú anh chị. Nước nụ to đều hết ha. À, bộ đế quỳ ha. Thông số em nha. Rồi được 14. Nè quân 14. Chiều cao là 55. Tàn ngang là 50. Rồi cây 88 là giao luôn cô chú chị em mình cũng có 450.000 nha. Dạ, 450k mã số 88. 89. 89. Rồi để lọc để bàn mã số 89 nha cô chú anh chị. Em bé này nhỏ chứ nút đồ cũng nhiều nha cô chú chị em. Bây giờ mình thông số em này coi. Này được 16 hoành. Trừ với chị còn 15 đi. Rồi chiều cao là 40. Tàn ngang cũng 40. Rồi cây 89 là giao luôn cô chú chị em mình chỉ có 350.000 ha. 350 nha cô chú chị. Chương trình ở đây bên anh Tám là bao ship bao chậu cho cô chú chị em mình nha. Rồi 91. 90. Cây 90. Đại lộc luôn nha cô chú anh chị nha. Mã số 90.
Cây này tàn rất là âm tùm luôn ha. Cô chú chị em thấy vậy lá nút ngộ nhiều lắm nha. Rồi, thông số em luôn nè ha. Là đất 13 hoành. Hoành 13. Chiều cao là 53. Tán ngang cũng 53. Rồi, cái 90 là giao luôn cô chú cho em mình là 650 ngàn nha. Rồi. 91. 91. Cũng là đại lộc luôn nha cô chú anh chị nha. Tàn cũng xum xê luôn ha. 91. Đó, nước ngủ này nha cô chú anh chị. Rồi. Trồng voi ha cô chú chị em. Tàn rất đẹp ha. 16 hoành. Chiều cao là 59. Rồi, tàn ngang là 49. Rồi, cây 91 là giao luôn cô chú chị em mình là 650 ngàn ha. Rồi, 650. Đó, trồng voi ha. Dạ, rồi. 92. Tiếp đại lộc luôn cũng nha, là đại lộc luôn. Đại lộc để bàn mã số 92. À, cô chú chị em thấy nút nụ ha. Vậy là ba, nếu mà nút nụ cái này là chuẩn chết nha cô chú chị em. 14 hoành. Chiều cao là 51. Đàn ngang cũng 51. Rồi, cái 92 giao luôn cô chú cho em mình cũng là 400 ngàn ha. Dạ, 400k, mã số 92. 93 cũng là đại lộc luôn cô chú chị nha. Mã số 93. 93. Cũng là cô chú anh chị ơi. Đủ đều hết ha. Chung ra, dàn nguyên cái lô này là cô chú cho em mình chỉ về chứ nước vài bữa là tới lặt lá xà được rồi ha. Là chỉ chứ nước thôi, chương chương lặt lá được rồi. Rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi, rồi Tết nay có cây mai rồi. Rồi, được 12 hoành. Chiều cao là 47. Tàn ngang cũng là 47. Rồi, cây 93 là giao luôn cô chú chị em mình cũng có 400 ngàn nha. 400 ngàn. 400 ngàn. 94. Đại lộc 94. Nha, đại lộc ha. 94. À, phôi này cũng bự nha cô chú chị em. À, cô chú chị em thấy nút nụ không? Cũng như xương cá luôn ha. Quá chừng luôn. Rồi. Được là 21 hoành. Hoành 21. Rồi, chiều cao là 73. Tàn ngang là 65. Rồi, cái 94 là giao luôn cô chú cho em mình là 700 ngàn. Dạ, 700k, 94, 95. 95. Để lọc luôn nha cô chú. Để lọc. Để lọc tặng lớn ha, cái này mình để phòng khách nha cô chú anh chị được ha. Để nở nha cô chú cho em. Dạ, nụ cười rất đều nha cô chú anh chị. Khá là đều tàn ha. Lúc nụ dữ lắm nha cô chú cho em. Bò ghép lớn lắm nha cô chú. Bây giờ mình đo cái đế nở ra được nhiều ha. Và đế nở là được 24 ha. Rồi. Rồi, thân em là được 17 ha. Rồi, chiều cao là 85. Tàn ngang là 75. Rồi, cái 95 là giao luôn cô chú cho em mình là 800 ngàn ha. 800k nha cô chú anh chị. Rồi, mã tiếp số tục. 96. 96 là cúc thọ hương ha. Dạ, cúc thọ hương cô chú anh chị. Mã số 96, cái này lùng lực ha. Cái này cô không? Chú cho em mình chơi Tết rồi cái qua Tết cái mình lấy bo ha. Cây đang nút nụ khá là nhiều ha cô chú anh chị. Lấy bo làm giống ha. Để quấy quấy ha cô chú chị em. Giờ thông số em luôn. Rồi bắt 100 ngàn đó. Rồi hoành là được 20. Rồi. Chiều hai rồi ok. Rồi chiều cao là 66. Tàn ngang là 70. Rồi cây 96 là giao luôn cô chú chị em mình là 800 ngàn ha. Dạ 800 ngàn nha cô chú chị. Tàn tròn vo. Cái phôi cũng bự ha.
Rồi tiếp tục là khúc Thọ Hương luôn. Dạ, khúc Thọ Hương cô chú. Cây 97. Rồi. À. Toàn tròn đều đẹp nha cô chú anh chị. Đi vào ghép nè. Này thì nụ chơi tết này, ít nha cô chú anh chị ha. Rồi xong số em luôn. Xong số em trên này đi ha. Rồi là được 22 hoành. Chiều cao là 70. Tàng ngang là 80. Rồi cây 97 là giao lưu với cô chú chị em mình là 1.100.000 nha. 1.100.000 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. 98. Tiếp tục là cây 98 là đại lộc. Dạ, yeah, đại lộc mã số 98. À. Cây già mùa nha cô chú anh chị. Phơm tàn khá ha. À, đại lộc bông mà nhóc nha cô chú chị em, quá nhiên nụ ha. Cây ca, thuốc, ca cây cung ca, chí mình. Rồi. Rồi, là hoành là được 19 hoành nha. Rồi, chiều cao là 77. Tàng ngang là 63. Rồi cây 98 là giao lưu với cô chú chị em mình là 850.000 nha. Dạ, 850k nha cô chú xuống chị ơi. Rồi, 99. 99. Này để đẹp nha cô chú anh chị. Đây là để cũng quái quái nha cô chú chị em. 99. Đó, 99. Nụ này cô chú anh chị ơi, nụ ok luôn nha. Nụ như xương cá luôn. Đó, bộ đế của chú em thấy ha. À, rồi, con xin thông số cái này mình ép hai bo nha cô chú anh chị. Rồi, thông số em luôn. Là được 18 hoành. À. Chiều cao là 65. Tàng ngang là 60. Rồi, cây 99 là giao cho cô chú chị em mình là 750.000 ha. Dạ, 750k, dạ rồi. Rồi cây 100 là đại lộc nha cô chú anh chị, cây cũng chuẩn bông lắm đó. Đại lộc với cô chú chị em có cái nụ chuẩn bị nở nè cô chú anh chị nha. Nụ rất là đẹp nha cô chú anh chị, nụ to tròn sáng ha. Này ghép nhiều bo nghe nha cô chú chị em ơi. Đó, càng còn do ha. Cây nôm nha cô chú anh chị. Cây lớn ha, cây này thích hợp với để phòng khách như cô chú anh chị. Dạ, rồi con xin thông số luôn. Rồi. Thông số của em đây là 33 ha. Rồi, chiều cao là 85 ha. Tàng ngang cũng là 85 luôn. Rồi cây 100 là giao lưu cô chú chị em mình chỉ có 2.700.000 ha. Dạ, một cây đại lộc. 2.700.000 nha cô chú anh chị. Cây đại lộc đẹp nha cô chú anh chị nha. Rồi cây 100 là cũng cây cuối clip ha. Giờ chúc anh em được dồi dào sức khỏe trong thời gian qua là ủng hộ anh Tám ha. Giờ cũng gần Tết rồi. Cô chú anh chị em mình ủng hộ anh Tám nha. Tặng dạ. Mình có cây mai sở hữu cây mai tặng mình chuyến Tết nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú luôn. Mình sẽ kết thúc video luôn nha cô chú anh chị nha.